Chào các. Hôm nay chúng ta vào chữa đề thi Olympic môn vật lý lớp 11 D của chương trình mới. Các em có thể đăng ký trọn vẹn một cái khóa học ở trên cái địa chỉ trang web tôi đang hiện trên màn hình, và chúng ta có thể nhắn tin cho cái số Zalo 0904 153 318 để ta đăng ký. Thôi bây giờ chúng ta đi vào chữa đề này nhé. Ta vào câu số 1 liên quan đến cơ hệ. Đề bài cho một cái lắc lò xo có độ cứng K là 50 Newton trên mét, vật nhỏ M 500 g, kích thích cho dạng điều hòa phương trường đứng. Người ta chọn gốc thời gian là lúc ly độ 2,5 và tốc độ là 25/3 theo phương trường đứng mà hướng xuống dưới. Ở đây người ta cũng chọn chiều dương hướng xuống dưới này, gốc có độ cân bằng chiều dương đảo hướng dưới. Xem lại dưới đây. Tính tần số góc của biên độ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tính được tần số góc của omega bằng căn bậc 2 của k chia m. Căn bậc 2 của 50 chia 0,5 ra là 10 radian trên giây. Tiếp theo chúng ta tính biến độ theo công thức là a bằng căn bậc 2 của x bình cộng v bình trên omega bình. Thì thay số vào căn bậc 2 của x, x đây là 2,5, 2,5 bình cộng v bình, v ở đây là 25/3, vậy là sẽ là 25 bình nhân 3 omega bình, vậy là 10 bình, ra biên độ 5. Phần A xong, phần B là viết phương trình dao động của vật. Thì phương trình dao động của vật thì mấu chốt đây nó là cái pha ban đầu thôi, vì omega và biên độ có rồi. Thì người ta để ý vào cái từ t bằng 0, gốc thời gian ấy chính là lúc t bằng 0 đi qua 2,5 và hướng xuống dưới. Hướng xuống dưới tức là chiều chiều dương, vì chiều dương người ta cho xuống dưới. Vậy bây giờ chúng ta sẽ là 2,5. Vẽ vòng tròn đây. Đây 5 trừ 5, 2,5 chiều dương. Phi này dễ dàng tính là trừ pi nhân 3. Vậy phương trình dao động là x bằng 5 x bằng 5 này, cốt của 10 t trừ pi trên 3 vị cm. Rồi. Phần C, thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến lúc qua cân bằng lần thứ 2024. Qua cân bằng lần thứ 2024. Thì bắt đầu dao động nó ở vị trí này, t không ở đây. Ta nhận xét là trong một chu kỳ sẽ có hai lần qua cân bằng. Và anh em sẽ lấy là một chu kỳ, nhận xét lại nhé, một chu kỳ có hai lần qua cân bằng. Vậy anh em sẽ lấy 2024 chia 2, 2024 em chia 2 thì sẽ ra là 1012, 1012. Thì ta sẽ khẳng định như sau, sau 1012 chu kỳ ban đầu ở đây, vì sau 1012 chu kỳ nó sẽ về đúng đến đây và đã qua 2024 lần qua cân bằng rồi. Và thực chất là cái lần 2024 ở chỗ này này, 2024 ở chỗ này, và dư là nó dư mất của đoạn này đấy. Thì chúng ta sẽ góc là pi nhân 3, góc nhỏ nhỏ sẽ là pi nhân 6, pi nhân 6 với chu kỳ trên 12, chu kỳ trên 12. Vậy là cái 2024 của các em T2024 thì bằng 1012 chu kỳ trừ đi T trên 12, mà chúng ta có omega là 10, tức là chu kỳ là pi phần 5, chu kỳ là pi phần 5 đó, chu kỳ là pi phần 5. Vậy ra sẽ thay ra bao nhiêu, t bằng 2 pi trên omega, pi trên omega 2 pi trên 10 cho pi phần 5.
tay số được T2 của 24. Một không mười hai nhân với cái phần năm trừ đi tay trên 12 tức là pi phần 5 nhân lên 1 phần 12. Đấy, ta sẽ sẽ có nhiêu đây? 635,8 giây. 635,8 giây. Rồi. Vậy sẽ là 635 8 giây. Chúng ta vào bài số 2. Một khối gỗ khối nặng là 400 gram được gắn với một cái lò xo K100. Viên bi mờ nhỏ bắn vào khối gỗ này. Sau va chạm hệ dòng điều hòa. Ở đây là dính chặt, tức là đây là va chạm mềm. Dẫn chu kỳ với biên độ khối gỗ vì đây là va chạm mềm. Vậy suy ra chu kỳ khi đó T bằng 2 pi phần 2 của M lớn cộng M nhỏ chia K. 2 pi M lớn M nhỏ vậy nó sẽ là 0,5 chia K chia 100. Căn của M lớn M nhỏ 0,5 100 0,44. Rồi, vậy được chu kỳ rồi biên độ. Biên độ thì chúng ta sẽ xác định là đây là va chạm mềm. Đầu tiên là áp dụng bảo toàn động lượng. Bảo toàn động lượng chúng ta sẽ có là MV0. MV0 thằng M lớn cộng M nhỏ nhân với V tức vận tốc sau va chạm. Phải suy được V sau va chạm. M 0,1 này. 0,1 nhân V0 là nhân lên 10. Phần M lớn của M nhỏ là chia 0,5. Giật 20 nhân dây. Vậy sau va chạm thì hai vật chuyển động ở cùng vận tốc là 20 nhân dây. Biên độ chúng ta sẽ dùng cái bảo toàn cơ năng. Cơ năng đó là đầu tiên là tiếp tục chúng ta dùng cái bảo toàn cơ năng. Tức là cái cơ năng của vật là Ka bình trên 2. Đồng thời vì là nó va chạm ở cái vị trí cân bằng thế chúng ta có M lớn cộng M nhỏ nhân V bình tất cả chia 2 và rút được A. K100 100 nhân với x bình vẫn còn 2 nhé. Các bạn M lớn M nhỏ là 0,5 nhân 2 bình chip căng 0,414A. Cái con này thì nó sẽ là 10 căn 2 cm. Con này 1,414 là căn 2 đấy, là 10 căn 2 cm. Rồi, xong. Chúng ta vào câu số 2. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau là 8 cm. Dao động với tần số là 20. Điểm M cách AB là những khoảng là 25 và 20,5, dao động cực đại. Giữa M và trục trực có hai nơi cực đại khác. Vậy chúng ta sẽ có M nó phải là cực đại số 3. M cực đại số 3, ok. M là cực đại số 3.
Vậy suy ra 25 chỉ đi 20,5 3 lambda. Và rút ra lambda 25 trừ đi các bạn kèm 4,5 và lambda 1,5. Tốc độ chuyển sóng V bằng lambda nhân F. 20 nhân 1,5. Vậy sẽ ra là 30 cm trên giây. Số điểm cực đại cực tiểu trên AB phần A sang phần B. Số điểm cực đại thì K sẽ lớn hơn trừ AB trên lambda và nhỏ hơn AB trên lambda. AB ở đây để bài cho là 8. Vậy K sẽ lớn hơn 8 chia 1,5 trừ và nhỏ hơn 8,5. Trừ 5,3. Trừ 5,3, vậy chúng ta nếu mà lấy cao nguyên thì dấu bằng phải chạy từ trừ 5 đến 5. 5, vậy là cuối trừ đầu cộng 1. Cuối trừ đầu cộng 1 ra là 11 điểm. Cực đại là 11 cực đại. Cực tiểu là K trừ 1/2 lớn hơn trừ AB trên lambda và nhỏ hơn AB trên lambda. Các em tự thay vào tính thì nó ra là 10 cực tiểu. Ở phần C, N là một điểm thuộc đường thẳng x vuông góc AB, tất nhiên là vuông tại A rồi. N cực đại gần A nhất cách A đoạn bao nhiêu? Đây là A, đây là B, đây là X. Bây giờ muốn cực đại gần A nhất thì nó phải cực đại bậc 5. Gần A nhất thì nó cực đại bậc cao nhất, bậc 5. N đây. N cực đại, N gần A. Khi N là cực đại bậc 5. Và sẽ chúng ta sẽ có là NB trừ NA bằng 5 lambda. NB trừ NA bằng 5 lambda. Mặt khác NB thì lại căn của NA bình. Cũng AB bình trừ NA bằng 5 lambda. Đủ hết rồi, chả thiếu gì cả. Và chúng ta dễ dàng tìm được NA thôi. NA 0,52. Cái này các em thay vào nhé, tìm rất là dễ. NA 0,52. Chúng ta vào câu số 3. Trong một bàn phím máy tính, từ mỗi nút bấm được gắn với một tụ điện phẳng hai bản song song minh họa hình vẽ. Cái phía trên là nút bấm nhé, ở dưới là tụ điện, ở giữa tụ điện là lớp điện môi. Thì cái tấm kim loại phía trên di chuyển được, tấm kim loại ở dưới cố định. Khi giá trị điện dung của tụ điện thay đổi, máy tính sẽ nhận được tín hiệu tương ứng với ký tự trên bàn phím. Bản kim loại phía trên của tụ được gắn chặt nút bấm và có thể di chuyển. Tụ điện nói trên được nối mạch điện bên ngoài nên hiệu điện thế của nhiên liệu thế sẽ bản tụ điện duy trì giá trị không đổi là 6V. Trước khi gõ phím, khoảng cách giữa bản tụ là 2,5. Khi đó điện dung của tụ là 2 picofarad. Biết điện dung của tụ tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa bản tụ. Khi gõ phím trúng đoạn 1,5 thì điện tích của tụ tăng hay giảm bao nhiêu? Ta sẽ xử lý đầu tiên là trường hợp thế này là trước khi gõ.
trước khi gõ là Q1 bằng C1 nhân U. Thì người ta cho là trước khi gõ này, trước khi gõ này C1 là 2 nhân 6 và sẽ là 12 picofarad. Và vì là điện dung tỷ lệ nghịch với cái khoảng cách nó có như sau. Có C2 trên C1 bằng D1 trên D2. D2. Chúng ta sẽ xin được C2. C2. D1. D1 là 2,5. 2,5. D2 đi xuống một đoạn là 1,5, vậy D2 chính là 1. C1 là nhân lên 2. Đây. Vậy ra 5 picofarad. Đi xuống một đoạn 1,5, vậy đang từ 2,5 trừ đi 1,5 còn 1. Và sau khi gõ ta sẽ Q2 bằng C2 nhân với U. Cái U ở đây người ta không đổi, U là 6. Vậy nó sẽ là 5 nhân 6 30. Đây là pico coulomb chứ. Pico coulomb. Và chúng ta thấy nó tăng lên. Vậy điện tích và tụ nên ta quy tăng một lượng là Q2 trừ Q1 30 trừ 12 và 18 picofarad ở pico coulomb. Rồi, vậy là câu ý 1 câu 3 xong. Chúng ta vào đến ý 2 của câu 3. Một quả cầu nhỏ mang điện tích treo sợi dây không giãn, khối lượng không đáng kể, đặt trong điện trường E nằm ngang. Khi cân bằng hoặc phân tử đứng là góc 45 độ. Cái này nó giống như phần con lắc đơn thôi. Cái này ở các chuyên đề trên trang web này đã chữa rất nhiều lần rồi. Đấy, để con alpha đây, ta sẽ có là trọng lực này, lực điện, F điện này, E nằm ngang đây, quy dương nhé, thành F E cùng chiều, và tổng hợp ra một cái P phải F hợp lực điện được, hợp lực này, để con alpha, đấy, chúng ta có tan alpha bằng F chia P, tan alpha F chia P bằng trị Q nhân E chia MG. MG đủ hết rồi, ăn ra rồi, phải tìm E. E 10.5 vuông trên mét. Lực căng chính bằng F hợp lực này. Lực căng bằng hạ hợp lực nhé, lực căng cần T. Cho T bằng F hợp lực. Và T thì sẽ bằng là T bằng hợp lực, T bằng P chia cos alpha. P chia cos alpha. Và căn 2 nhân 10 mũ trừ 3 Newton. Rồi. Chúng ta vào câu số 4. Người ta yêu cầu tính số chỉ của khuôn kế, áp kế và điện tích của tụ điện trong hai trường hợp K mở và K đóng. Chúng ta xét trường K mở trước. Nếu mà K mở thì sẽ không có dòng điện đi qua R2. K mở sẽ không có dòng điện đi qua R2. K mở xem nó sẽ còn gì đây. Nhưng mà K mở thì toàn bộ cái K mở tôi mới mất đây. Đang làm trường K mở trước. K mở. K mở. Nhưng mà K mở thì khi đó thì ta sẽ xóa toàn bộ đi. Chỉ còn có R3 lối tiếp R1. R3 lối tiếp R1.
và ba lưu tâm là một. Ta mở còn ra ba lưu tâm là một. Và khi đó ta mở thì toàn bộ cái phần này sẽ mất đi, thì không dòng điện đi qua nữa. Không có dòng điện qua R2 cũng sẽ không có dòng điện qua tụ. Tụ không cho dòng điện đi qua mà. Vậy khi đó Y sẽ bằng E1 cộng E2 trên R1 cộng R2 cộng R3 cộng R1 là E1 là 3, E2 1,5 trên tổng R1, R1 là 2, R2 là 1 cộng với R3, R1 R3 3 cộng 3 ra 0,5A. Số chỉ vôn kế lúc này là số chỉ UV bằng E1 trừ đi Y nhân R1, E1 trừ Y nhân R1. Tức là E1 là 3 trừ Y là 0,5 nhân R1, R1 là ở đây là 2, vậy bằng 2 2V. Điện tích của tụ Q bằng C nhân với U UAM. UAM. UAM bằng UAN. C nhân UAN. UAN thì bằng Y nhân với R1. R1. À, Y R3 chứ, sorry, Y R3. C ở đây C là 0,5 nhân 11 trừ 6 nhân Y 0,5 R3, R3 là 3 0,75. Ở phần B đó là K đóng. Đấy. Vậy là khi ca đóng ta sẽ có R3 nối tiếp với R1 song song R2. Ca đóng chúng ta sẽ có R3 nối tiếp với R1 song song R2. Ca đóng R3 nối tiếp R1 song song R2. Rồi. Và chúng ta sẽ ra được cái R vạch ngoài. R ngoài bằng R3 cộng với R1 R2 trên R1 cộng R2, và cái này sẽ là 3 cộng với R1 R2, R1 là 3 6 chia 3 cộng 6 với ra 5 ohm. Và chúng ta có Y tuần mạch. Y tuần mạch bằng E1 cộng E2 trên R1 cộng R2 cộng R bên ngoài. Cái mặt tính này ra được 0,5625 A. Số chỉ vôn kế U vôn kế bằng E1 trừ đi Y nhân R1 3 trừ 0,5625 nhân R1. R1 đây bằng bằng 2 nhân 2 1,875 ampere, 875 V. Bây giờ tìm số chỉ của ampere kế. Số chỉ ampere kế chúng ta, số chỉ ampere kế thì đó là số chỉ Y1. Chúng ta có Y1 cộng Y2. Y1 cộng Y2 bằng Y bằng 0,5625. Mặt khác lại có giờ 1 song song giờ 2. Y1 giờ 1 bằng Y2 giờ 2. Z1
giờ 1 là 3, giờ 2 là 6. Chúng ta sẽ giải hẹn nhé. Cái này tự giải tại đây nhé, vì ở đây thầy sẽ rút gọn thời gian. 0,1875, 1875A và 0,375, 75A. Điện tích của tụ là Q bằng C nhân U, UC. UC, UC chính là UAB, UC chính là UAB. C nhân UAB, y nhân R ngoài, R ngoài. Bằng 0,5625 nhân với R ngoài đây là tính ra bằng 5. Tính ra 2. UAB bằng như C nhé, đây C nhân này. Nhân C nữa, C ở đây C 0,5 micro. Vậy ra xác định 1,4 micro. Micro được chưa? Rồi. Chúng ta vào câu số 5. Câu số 5 thì viết kết quả đo được khoảng cách giữa hai bụng và bước sóng 5 đài. Đây là hai bụng đo 3 lần. Hai bụng đo 3 lần. Vậy D sẽ bằng D trung bình. D trung bình bằng D1 cộng D2 cộng D3 tất cả chia 3. Chia 3. Và sẽ cộng hết cái 0,45 này vào, cộng này cộng vào thì sẽ ra 0,46. Rồi chúng ta tính sai số tuyệt đối trung bình ra giữa hai bụng rồi. Chúng ta có là delta D trung bình còn delta D1 cộng delta D2 cộng delta D3 tất cả chia 3. Delta D1 bằng trị đối, delta D1 bằng trị đối của D1 chia D trung bình. Tương tự áp dụng cho lần thứ 2 thứ 3 là cái này 0,01. Ở đây người ta không cho cái độ chia nhỏ nhất, vậy chúng ta sẽ có biểu diễn phép đo là D bằng D trung bình cộng trừ delta D. Delta D ở đây chính là delta D trung bình cộng với độ chia nhỏ nhất. Ở đây không cho độ chia nhỏ nhất, người ta bỏ qua. D trung bình ở đây 0,46 cộng trừ 0,01 đơn vị 5 mét. Bước sóng lambda bằng 2D, vậy chúng ta cũng tính được lambda trung bình. Ở lambda 1 cộng lambda 2 cộng lambda 3 chia 3. Chia 3. Không phải 92 mét. Và cho tính được delta lambda tương tự phần trên, delta lambda trung bình bằng delta lambda 1 cộng delta lambda 2 cộng delta lambda 3 là 3 chia 3. Chia 3 ra 0,01. Và chúng ta biểu diễn được lambda bằng lambda trung bình cộng trừ delta lambda. Đấy. Thì sẽ là 0,92 cộng trừ 0,01 đơn vị là mét. Người ta yêu cầu là viết kết quả đo bức sóng. Bây giờ đây là cách đo gián tiếp. Thế cô V bằng lambda nhân F, nhân F. Và suy ra V trung bình bằng lambda trung bình nhân F trung bình. Lambda trung bình là 0,92. F ở đây F trung bình đây là 200. F trung bình ở bảng số liệu là 200. 184 mét. Tiếp,
chúng ta có là như sau: delta V trên V trung bình bằng delta lambda trên lambda trung bình cộng delta F trên F trung bình, và giữ được delta V. Delta V là 2. Vậy ta biểu diễn được V, V bằng V trung bình cộng trừ delta V thì sẽ là 184 cộng trừ 2 mét trên giây. Rồi. Thế xong cái đề Olympic vật lý 11, các bạn chú ý theo dõi. Chào các em.